Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker, kênh mua bán xe mô tô lướt cho anh em. Rồi, thì bây giờ Minh đem đến cho anh em một con em CB150R và một em MT15 Yamaha. Đó, thì hai em này thì mỗi em cũng có một thế mạnh riêng, một cái nét đẹp riêng. Và bây giờ Minh sẽ phân tích cho anh em, đặc biệt là những anh em mới chơi thì anh em sẽ còn cái clip này. Còn những em chơi lâu rồi thì anh em sẽ không cần nữa. Đó, và con này tiếc cái anh em là mình chuẩn bị quay clip thì có một người anh ở gần đây người ta qua cọc rồi, thì mình chỉ còn con MT thôi. Thì điều đầu tiên mình nói trước là giá bán của hai con này rất là khá là chênh lệch, tại vì con này nó mắc, con CB150 nó mắc nè, hiện tại giá mới nó 105 triệu, chưa ra giấy nha, ra giấy khoảng 110 mấy triệu, là nó bởi vì nó là xe nhập Thái anh em. Còn bên này xe nó rẻ hơn bởi vì xe nhập Indo đó, Indo mà lai gì đó, nói chung là không phải Thái. Thì ở em MT15 này xe mới nó khoảng tầm 7 mấy thôi nè. Đó, và xe cũ hiện tại mình bán một cái em xe lướt như vậy á thì khoảng 50 mấy triệu thôi. Và trên cái clip này luôn mình chốt cho anh em luôn, chốt trên clip luôn, giảm giá cho anh em vui luôn nha anh em. 52 triệu nha anh em. Và xe lướt nha anh em. Đó, 52 triệu nha anh em, trên cái clip này thôi nha. Và không bóp nha anh em, giá rất là rẻ rồi, xe lướt đẹp luôn. Thì anh em coi clip anh em cũng biết xe đẹp cỡ nào. Thôi thì mình đã báo giá xong rồi, thì bây giờ mình sẽ vào tập trung quay clip cho anh em ha. Con này nó mắc bởi vì nó nhập Thái, bởi vì để lại nó có ABS nữa anh em. Thì cái điều đầu tiên mà anh em quan tâm đó là về cái sức mạnh, cái sức mạnh của hai con xe. Thì có thể nói thì về mình cảm nhận thì cái sự Honda nó lúc nào cũng ổn định hơn, và mã lực nó thấp hơn đúng không em. Mã lực con này hình như là 16 mã mấy à, 16 phải mấy mã thôi, còn con này là 19 mã lận. Thì về cái mã lực nó đã chênh lệch rồi. Và về cái gia tốc đề 3 thì MT sẽ mạnh hơn đó, còn Honda thì nó ổn định hơn nha, nó ổn định, nó chạy ổn định thôi. Còn cái ga đầu nó không hổn bằng MT15 được, và cái MT15 là nó lai sao hao giống cào cào á anh em. Đó rồi, thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi chiều cao. Thì hai con này là so với các dòng 150 khác thì hai con này là khá cao nha anh em. Rồi em có thể lên ngồi hai xe. Bi của mình là 1m62 nha anh em. Rồi em có thể quay góc này cho em thấy bi nó ngồi đó. Rồi nhón ha, cao đúng không? Rồi ok, mình không dắt xe ra bởi vì xe mình đang vệ sinh sạch đó anh em, dắt ra sợ dơ, xe mình bán mà. Cao nhón, mấy 62 nhón rất là nhiều. Rồi ok, qua con, nhưng mà ngồi hai con này đặc biệt, nó là kiểu dáng nách kịch, gọi là nách kịch, cho nên nó thoải mái. Con nào cao hơn? MT15 cao hơn một xíu xíu thôi, cỡ tầm một phân đúng không? Đó. Thì anh em sẽ có người chân dài, sẽ có người chân ngắn. Mình quay ở đây để cho anh em thấy. Em có thể quay xét cái bàn chân cho anh em coi nè. Đó, cái bàn chân của baby nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó, đó. Và đặc biệt nha, con MT15 á, anh em mua về nó dễ hạ phục hơn. Tại vì cái bát hạ phục nó là có hai cái bát hạ phục, nó dễ. Còn con này phục á, nó rất là khó hạ nha. Mình có thử hạ rồi, con này rất là khó hạ, nó phải can thiệp vào nhiều lắm, cực kỳ khó luôn anh em, nói chung là phức tạp. Còn con này chỉ cần mua bát hạ phục là hạ được. Đó là cái điểm mạnh của MT15, có thể hạ phục dễ dàng. Đó, mình nói cho anh em dễ hiểu là MT15 có thể hạ phục dễ dàng. Còn CB rất là khó, rất là cực và rất là tốn kém anh em. Đó, tốn kém rồi đủ thứ. Thì mình nói tiếp là ở hai cái em này thì về 150 thì đương nhiên MT15 mạnh hơn. Nhưng mà anh em đi hậu á, đâm hậu á, thì MT15 chưa chắc qua CB đâu nha. Tại vì cái dĩa của con MT nó hơi lớn á, cho nên nó cho nước ra đầu rất là tốt. Nhưng mà đâm hậu rồi nó không ấy. Rồi bây giờ em có thể mở hai cái đèn lên cho anh em coi. Đèn giữa em CB150 và đèn giữa em MT15. Rồi đó. Một con á, kiểu dáng Neo Sport. Con này nó vừa thể thao, nó vừa, nó trong cái series mà từ CB150 cho tới CB650, CB1000 á, series của nó. Em đề máy luôn cho coi cái đèn bi cầu. Bi cầu này đề máy thì nó mới lên. Đó, thì bây giờ mình chỉ còn em MT15 có bán thôi nha anh em. Em này MT15 là biển số Tây Ninh nha. Anh em nào ở Tây Ninh là mua về là sang tên luôn, dễ dàng. Đó, bi cầu. Đó. Bác xin, đó, bác xin, rồi, ok, rồi, cảm ơn em nhiều. Thì mấy em này là xe lướt thì anh em nhìn nó như xe đập thùng vậy đó. Nói chung là hàng line new cũng còn 95-94% đó. Anh em chạy cứ ok. Đó, anh em bên mình vẫn có bảo hành cho anh em luôn, cho nên anh em cứ yên tâm mà chạy. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh
anh em sẽ coi về cái phần ống bô nè. Đó. Rồi mình coi xong ống bô thì mình có chèn vô để cho anh em dễ coi. Ống bô rồi mình sẽ coi tới đồng hồ xe nè. Rồi anh em sẽ coi từ từ đồng hồ xe, rồi anh em sẽ so sánh từ từ về cái đuôi xe nè. Rồi đuôi đèn hậu nè. Đó, mình sẽ quay hết tất cả cho anh em coi, rồi anh em tự coi đánh giá cái ngoại hình của hai em xe này. Đó, còn xe mình bán thì anh em biết rồi, mới và can và đẹp. Để mình coi thử có cái gì nói nữa cho anh em không. Thì về cái độ bền, độ ổn định thì con CB vẫn hơn. Mà CB nó mắc mà anh em, nó cực mắc luôn. Nếu mà tính giá xe mới là mắc hơn MT là gần có 30 triệu, gần 30 triệu. Thì con CB này nó chỉ có thêm ABS thôi. Mà phuộc trước á, mình cảm giác là phuộc của con CB nó cả giác ngon hơn của con MT15 anh em. Rồi. Còn về cái độ cứng cáp thì cái hàng nhập Thái này thì nó cứng anh em. Nó nhìn nó cứng cáp lắm, nhìn chắc chắn lắm. Con này nhìn rất là thể thao, thời trang. Anh em mặc đồ thời trang mà anh em theo phong cách thể thao đi con này rất là kiểu, rất là chất. Còn con này là nó theo mình cảm giác thì nó nghiêng theo kiểu cầu cào á anh em. Đó, nó lai giữa nách kịch với lại xe cầu cào á. Con này thì leo đèo lội suối chạy đường ở Sài Gòn ok, bao ngập nước. Đó, khỏi sợ lo ngập. Và về cái phụ tùng bảo trì bảo dưỡng, những cái mà anh em quan tâm thì nếu như hai con này đi thông số vỏ bằng nhau thì cái tiền cũng thay vỏ như nhau. Thay nhớt thì CB là 1.1 lít. Con này thì có thể tiết kiệm xíu, MT15 là tiết kiệm xíu. Thì máy MT15 nó có công nghệ là VVA cam biến thiên rồi đó, anh em có thể tham khảo. Thì nó sẽ nó là cái nồi chống trượt, nói chung là nhiều lắm. Giờ mình nói thì anh em cũng phải tham khảo thêm. Thì nó sẽ tiết kiệm nhớt hơn chút xíu anh em. Nhớt của nó nếu như anh em không thay lọc á, thì chỉ có 850ml thôi. Còn khi mà thay lọc là 1 lít thì con này á, là con CB này tới 1.1 lít. Thì anh em có thể tham khảo để anh em mua. Tại cái clip này mình quay một lần không cắt ghép gì nha anh em. Mình quay một lần để mình nói thẳng cho anh em luôn, không cắt ghép. Đó. Với Kiều Giao Yên thì có thể MT nó dĩnh hơn CB chút xíu, nhưng mà MT nó lại dễ hạ phục hơn, cực kỳ dễ ha. Chỉ mua bát hạ phục là xong. Rồi bây giờ nói gì nữa ta? Xong rồi yên. À, về cái phần yên liền thì yên con MT15 nó là yên liền thì có thể chở người yêu, nó ok hơn. Nó đi phượt ok hơn ha. Còn yên của CB thì nó vẫn hơi nhõng xíu, hơi nhõng chút xíu thôi, nhưng mà vẫn không đáng kể, không đáng kể. Vẫn chạy ok. Con này cá tính. Thì hai xe này xe lướt thì kính rồi còn á anh em. Thì đó, chủ đem qua là còn hết đầy đủ luôn. Tiếc là em này phải chưa bán là đăng bán luôn cho anh em. Mình đúng ra lấy luôn rồi. Nhưng mà anh kêu thôi để mình quay clip, anh để cho em quay để em so sánh cho anh em dễ coi, anh em dễ chọn lựa. Thì anh em nào mua các dòng khác thì cứ qua liên hệ mình. Rồi. Mâm bô này bô út gầm, bô rồi đúc ngoài. Rồi vậy thôi. Con này sơ sơ nói cho anh em vậy là anh em đủ hiểu rồi. Đó. Có thể ví dụ như là phụ tùng, bây giờ phụ tùng á, con này nhập Thái thì có thể nó hơi mắc, phụ tùng hơi mắc xíu. Còn MT15 này phụ tùng giờ nó cũng nhiều rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm một số em xe ở trong shop mình còn cho anh em xem. Bây giờ con này cũng nói xong rồi. Đó. Và cái phần đồng hồ thì anh em mình có chèn vô đó, anh em tự coi, anh em tham khảo, anh em nhìn bằng mắt, anh em thích con nào, anh em cảm thấy con nào đẹp hơn thì anh em mua thôi. Rồi bây giờ vô đây. Hai con này mình nói xong rồi nha anh em. Anh em có thể hiểu đơm đa, mình nói đơn giản nhưng mà rất là dễ hiểu. Đơn giản nhưng mà dễ hiểu. Rồi vô đây. Thì ở đây là mình có Ninja 400 là nhiều đồ chơi nè. Con này nằm cũng được 1 tháng rồi đó. Ninja 400 nhiều đồ chơi, anh em mua con này rất là đã nha anh em. Lên 2 đĩa đi rất là phê. 2 đĩa đi cực kỳ đã luôn. ABS 2 đĩa mà có phục upside down nữa. Ninja 400 thường không có phục upside down nha anh em. Đó. Rồi em này xe lướt nè, 2000 cây nè anh em. Em này biển số Sài Gòn luôn nha anh em. MT ngồi kia là biển số Tây Ninh, nhưng mà em này biển số Sài Gòn, 2000 cây. Em này không chạy xước gì luôn nha anh em. Đó, em này là xe đập thùng luôn. Line new 99% luôn. Rồi G3. Còn GBS Demon là đúng ra là có khách lấy rồi nha. Mà anh em trả giá tùm lum hết. Con này mình bán có 46 triệu mà đi mới 4000 cây à. 2 chì đầy đủ luôn. Xe đẹp ken luôn. Mà trả mình, đòi trả mình không bán nha anh em. Đó. Không có bán đâu anh em. 46 triệu quá hợp lý rồi. 46 triệu giờ anh em mua được con, chưa được mua được con ẹt nữa anh em à. Còn xe thuê là anh em thuê chạy rồi. Này là R3. R3 2000 cây nha anh em. Anh em là mua xe mới suy nghĩ tới con này nha. Đó, xe này là không phải bản hàng tồn kho khuyến mãi đâu anh em nha. Hàng này hàng đập thùng luôn. Cái lô đầu tiên về Việt Nam luôn, 2000 cây.
Đó, em này đi rất là bền. Em này lô đầu tiên về Việt Nam 2000 cây. Đó, còn em kia là GS Demon 46. Em này quên báo giá anh em hả? Em này bán 58 triệu nha anh em. Giá hợp lý, biển số Sài Gòn luôn, còn sổ bảo hành đầy đủ. Chìa khóa hai chìa đầy đủ luôn. Đó, anh em mà thích. Còn mấy con anh em chơi lễ đó, anh em tranh thủ nha anh em. Đó, nhà còn mấy con anh em chơi lễ thôi, gần hầu như là hết xe. Hết xe. Rồi em đi lùi lại. Rồi, đó. Rồi, MT này anh em nào lấy là để anh em 52 triệu chơi lễ luôn á. Đẹp lắm anh em, bình xăng đâu không có chạy xước, xe còn mới tinh à. Mới keng luôn á. Cuối 29 đầu 2020 luôn á anh em. Xe mới keng luôn. Anh em nhìn cái vỏ thì anh em biết là nó lướt như nào à. Nhìn vỏ nè, không thiếu cái ga nào luôn á. Nè, em quay gần vỏ cho anh em coi. Vỏ không có thiếu ga chỉ gió nào luôn á anh em. Còn xe này chuẩn bị giao ra Bắc nè. Xe này là chủ xe với mình thiết kế lên tem, em quay trước nè, quay trước. Đó, chủ xe mình thiết kế lên tem đó, thiết kế lên chuẩn bị gửi ra Bắc cho anh em. Anh em trả tiền hết rồi, chuẩn bị gửi ra Bắc rồi. Ok vậy nha anh em, anh em cần bán xe thì cứ liên hệ mình, cần mua xe cũng cứ liên hệ mình, cần cứu hộ vận chuyển thì cũng cứ liên hệ mình luôn nha. Đó, rảnh thì mình sẽ làm cho anh em hết đó, liên hệ mình hết đó. Cần đua chó là cứ liên hệ mình luôn, đua chó là cứ liên hệ mình. Này chạy nhanh lắm nha anh em, con này chạy nhanh, còn con này dưỡng để đi cắn lộn nè à. Em này chó nghiệp vụ nè. Đố anh em chó này chó gì nha. Đố anh em chó này chó gì. Ra đây Su. Ra đây. Rồi. Đố anh em con này là con gì. Chó gì anh em đón nè. Em lâu. Anh em đón nè, con này là chó gì nha. Rồi. Được rồi, đi vô chuồng. Đi vô chuồng Su. Su. Kêu nó vô chuồng. Đi vô chuồng. Ít tưởng thả rồi, đi vô. Nguyện rất là dễ thương. Rồi em đón thử nó là chó gì nha. Rồi bye bye anh em.